em thích anh thôi, em có tình cảm anh thật. Dạ em có rồi, xe cũng có rồi, bây giờ em chỉ cần một người đàn ông bên cạnh thôi. Mà em biết thường ngày xưa anh nhiều gái gì? Thì em biết mà. Là anh kiểu anh... Em biết rất rõ về anh. Anh dâm dê lắm. Xin chào tất cả mọi người nhá, tôi Phạm Việt Anh các bạn ơi. Thì hôm nay có một câu chuyện khá đặc biệt các bạn ạ. Các bạn có biết biết Thu Hà không anh em? Hà Dù hả anh em? Hot YouTuber, hot TikTok, hot Facebook nha anh em nhá. Nhưng mà sáng nay nhắn tin cho tôi là bảo thích tôi anh em ạ. Và đang hẹn gặp đây, bây giờ tôi đang có mặt ở dưới Vinba đây rồi. Bây giờ đang xuống thì tôi sẽ đặt quay luôn nhá anh em nhá. Xem là em này hẹn tôi thế nào nha anh em nhá. Anh em đón chờ nha anh em nhá. Anh hôm nay rảnh không? Hả? Anh hôm nay có rảnh không? Thì anh rảnh mới xuống đây, nhưng mà sao bây giờ nhìn em khác thế? Em vẫn thế mà. Khác lắm ấy. Khác theo chiều hướng nào? Nói chung là khác theo chiều hướng mà tích cực ấy. Nghĩa là anh thấy em xinh hơn đúng không? Xinh hơn, tất nhiên là xinh hơn rồi. Sáng nay anh hơi bất ngờ ấy. Bởi vì là em nhắn tin thế là kiểu anh hơi bất ngờ ấy. Thì em có chuyện muốn nói với anh, em muốn gặp anh thì em nhắn tin anh thôi, có gì em bất ngờ. Anh biết rồi nhưng mà thì lâu mình không nhắn tin ấy. Thì tự nhiên hôm nay em lại nhắn tin cho anh thì anh bất ngờ luôn. Thế anh không muốn em nhắn tin cho anh à? À anh có thì nhắn tin cũng được mà. Nhưng mà hôm nay kiểu là em nói chuyện hơi bị thân đấy, kiểu anh thấy bất ngờ ấy. Thật ra là hôm nay em có chuyện muốn nói. Hả? Chuyện này ngại đấy nhỉ? Ngại á? Sao lại ngại? Kiểu hơi khó nói mà không biết là có nên nói hay không. Thì bây giờ em cứ nói thẳng ra. Nhưng mà... Có gì đâu. Nhưng mà... Khó nói á, là chuyện gì mà khó nói. Chuyện... Kiểu... Anh với em cũng quen nhau lâu rồi đúng không? Ừ. Mấy năm rồi nhỉ? 4 năm gì đấy. Anh quý em không? Anh có. Quý em kiểu quý nhiều không? Quý nhiều. Em cũng thế. Trước em chơi với anh thì kiểu em cũng quý anh ấy. Nhưng mà kiểu tiếp xúc lâu lâu thì em thấy là mình hình như là có tình cảm với anh. Cái gì? anh đừng có bất ngờ thế. Thật à? Em thích anh cũng là chuyện bình thường mà, anh thiếu gì các cô gái thích đâu đúng không? Em đang nói gì đấy? Anh làm thế ngại rồi. Anh bảo anh quý em đây. Anh biết là em kiểu là bây giờ khó đấy nhở? Nhưng mà em nói thật hay đùa ấy? Em nói thật. Em cũng không phải là em bắt anh phải thích em, nhưng mà em chỉ muốn nói là em thích anh thôi, em có tình cảm với anh thật. Thật? Thật. Anh thấy em đang rất nghiêm túc à? Không phải, nhưng mà lúc sáng thì anh thấy em nhắn tin rất là thân như thế. Thì lúc sáng anh đang đi việc ấy, thì bây giờ anh mới xuống được. Nhưng mà bây giờ em nói ra câu chuyện thì em thích anh thì anh kiểu là anh hơi bị bất ngờ ấy. Thì bây giờ em thì em cũng đang độc thân, thì một người độc thân thích một người độc thân đó là chuyện bình thường mà, có gì đâu mà bất ngờ. Đúng rồi, bây giờ em đang làm cái gì ạ? Thì lâu lắm rồi em bỏ mạng xã hội lâu rồi. Đúng rồi, anh cũng thấy em ẩn một thời gian rồi. Thì giờ em kinh doanh với là em đầu tư các kiểu. Nhà em cũng có rồi, xe cũng có rồi, bây giờ em chỉ cần một người đàn ông bên cạnh thôi. Thế xong tự dưng em cảm thấy là bản thân lại có một cái tình cảm anh nó quen em từ lâu rồi mà tại sao ngày xưa em không ấy mà bây giờ em lại như thế nhỉ? Tình cảm thì làm sao mà em nói được, em mà biết tại sao. Mà ngày xưa anh... có tình cảm với anh không anh? Thật ra là từ ngày xưa em cũng kiểu có cảm tình, ngày xưa là có cảm tình. Thật đó? Hả? Anh không nhận ra là em quý anh hơn những người khác ạ? Ừ, thì anh thấy em nói chuyện với anh cũng hợp mà, từ ngày trước cơ. Thì đấy, thì ngày xưa thì em cũng có cảm tình nhưng mà kiểu em sợ là mất cái mối quan hệ anh em ý. Cho nên là em mới không muốn tiến xa mối quan hệ quá. Nhưng mà bây giờ em cảm thấy là em đầy đủ mọi thứ rồi, em chỉ cần có một người đàn ông bên cạnh thôi.
em kiểu em lựa chọn anh á? Thì... sao lại không phải người khác mà em lại lựa chọn anh mà? Không, em không coi anh là lựa chọn, mà em coi anh là sự ưu tiên, là duy nhất. Trời ơi, hả? Anh anh đã coi là sự lựa chọn bây giờ, em không chọn anh mà em thích anh thật. Sao? Thế bây giờ anh nhìn thẳng mắt em đi, anh nói thử xem là anh có muốn một mối quan hệ nghiêm túc với em không? Anh có. Nhưng mà anh bây nhìn giờ... thẳng mặt em nói cơ. Anh có, nhưng mà bây giờ nhưng mà bây giờ anh sẽ yêu em, nếu như mà làm người yêu thì bây giờ anh sẽ đưa em lên chỗ Vin 1 anh chơi. Chứ ở dưới Vin 2 bên 3 này anh thấy cũng là hơi vắng ấy, lên chỗ anh vui mà. Anh muốn đi đâu cũng được, miễn là đi cùng anh. Chỉ muốn ngắm anh lâu thật lâu. Chào đón. Sao cứ cười thế? Hạnh phúc quá à? Lần đầu tiên được gái tỏ tình à hay sao? Nhưng mà anh yêu xong rồi anh... Nhưng mà em biết thường ngày xưa anh nhiều gái gì? Chị em biết mà. Là anh kiểu anh... Em biết rất rõ về anh. Anh dâm dê lắm. Em biết rất rõ về anh mà. Bây giờ thằng người yêu thì... kiểu như là anh với em cũng hợp mà. Hợp mà. Mình đi cầu sinh là để dành cho nhau. Em sao? Anh ôm em một cái. Đây đây đây. Mình đi. Sao? Anh làm gì ấy? Để ôm. Em không biết đây là gì. Này gì? Anh mở điện thoại ra xem hôm nay ngày gì. Ngày gì? Đây là ngày 1 tháng 4. Ê, lúc nãy em đây còn đang quay này. Anh còn đang quay. Anh lại bảo sao hôm nay thương các khác. Quay. Anh biết đây là một cái gì à? Ừ. Anh lại bảo sao hôm nay thêm thì các con. Để lại đi. Thế là chứng tỏ là cũng thích mình. Để lại đi. Thôi, anh thích em đúng không? Anh bảo xong đây nhắn tin thế khác khác lạ. Không, con thích anh thật. Mình đã rồi thôi. Anh chịu em đấy. Thôi thế rồi. Bây giờ anh có muốn đồng ý rằng hình em? Không, chịu. Sao thế? Sao anh lật mặt nhanh đấy, anh vừa đồng ý xong mà. Đã đấy nhỉ. Anh em sợ mua về sản phẩm không chất lượng, không uy tín và ảnh hưởng sức khỏe, hãy tìm đến tôi. Sản phẩm uy tín, hiệu quả, rõ nguồn gốc xuất xứ và đạt chuẩn ISO 13485 năm 2016. Thì đây là cái sản phẩm mà dành cho những anh em nào chưa đi chợ đã hết tiền anh em nhá. Đây đúng là bảo bối của anh em luôn đấy. Và bây giờ thì anh sẽ có 3 cam kết cho anh em như sau. Một là nếu như sản phẩm không hiệu quả thì anh hoàn tiền cho anh em 100%. Hai là sản phẩm an toàn, không tác dụng phụ. Ba, khi về anh gửi hàng thì anh che tên sản phẩm, che tên người nhận và đóng hàng kín đáo anh em nhá. Và anh em có thể kiểm tra hàng trước và thanh toán sau. Anh em nào cần tư vấn và đặt hàng thì anh nhắn tin vào số Zalo về anh để trên đây anh em nhá, hoặc nhắn tin trực tiếp vào bếp.